Mạch Lạc được cái điểm là số 6. Tiếp tục là một điểm số nữa. Philippines vẫn đang thi đấu nỗ lực. Các cô gái của tuyển Liêu Ninh Trung Quốc đã thi đấu rất tập trung ngay ở những thời điểm đầu tiên và quyết tâm dứt điểm một chiến thắng nhanh. Không được. Công đã trôi qua với đội tuyển Việt Nam. Một cầu ly quá gần. Vì vậy mà trên trận hai lên chi, Philippines cũng đang nhập cuộc rất tự tin dù đang phải thi đấu với đội chủ nhà. Rất tốt. Mà phải sở và chỉ đã thể hiện trên sân thì chúng ta có thể đảm bảo một chiến thắng tương đối dễ dành cho các cô gái quân quyền bóng chuyền nữ quốc gia.